Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn cái cầu tải trọng từ tấn dưới 3 tấn. Cầu này thì rất là khỏe. Cầu có tỉ số truyền ở trong số nhanh là 14. Đây, 14-35 này. Đấy, kích thước lòng trong này 1m02 này, có nghĩa các bạn đo từ đây đo má trong sang bên kia là 1m02. Còn đây là tầng số phụ. Bộ dây cần đây. Bộ dây cần thì khi về số ấy thì nó sẽ giảm đi một nửa tốc độ, rất là khỏe. Đấy. Sau sử dụng 5 bánh, kết cấu của ổ trục thằng này thì nó rất là khỏe, chứ nó không giống như kết cấu ổ trục của những cái cầu nhỏ. Thì nó dùng một bi, cái ổ này ổ bi lớn này. Đấy. Cầu này thì có nhiều cỡ, hay các bạn cần cỡ nào thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình. Các cái dòng ốc 5 bánh vành 500-12 trở lên là có thể sử dụng.